xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My đây. Hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục lên cho mọi người thêm một clip nữa về áo len nhá. Và mã của chúng ta hôm nay sẽ là mã L, từ mã L1 đến L40. Và giá của chúng ta sẽ là 300.000 cho một sản phẩm và vẫn phải chuyển khoản cọc trước đơn này giúp mình nha. Và ngay bây giờ đây, chúng mình sẽ vào luôn với clip của ngày hôm nay nhé. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu về clip áo len ở ngày hôm nay nữa thì ngay bây giờ chúng mình sẽ lên luôn cho mọi người mã đầu tiên sẽ là mã L1 ạ. Mã L1 đầu tiên chúng mình sẽ có một em nhìn lạ đấy. Đợi mọi người đợi xíu để mình xem phần tắc dưới nhá. À, mình quên mất một điều là len thì nó sẽ không đi kèm phần tắc dưới mọi người nhá. Em này là một em của Hàn. Đây, em chỉ có phần tắc trên, len thì chỉ có phần tắc trên thôi mọi người nhá. Và mã này chúng ta có sẽ là mã L1 này. Em này rộng vai 43, dài 68 và rộng bụng 46. Con này thì dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân này. Nghĩa zoom cận cho mọi người xem rõ được chất liệu và cũng như là màu sắc của áo nhé. Đây ạ, với mã là mã L1, dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình này. Em này sẽ là len mọi người nhé. Với mã L1 giúp mình nhé. L1 con này thì màu sắc cực kỳ hài hòa, dành cho những kiểu người lớn tuổi vẫn mặc được nha mọi người. Mã L1 giúp mình nha. L2, mã L2 tiếp tục chúng mình sẽ đến một em hàng nội địa Hàn, BSGA. Em này thì sẽ là form size S nhé. Em này thì sẽ là màu đen này. Với mã chúng ta có sẽ là mã L2 này. Rộng vai 45, dài 63 và rộng bụng 45. Con này thì dưới giúp mình 1m65 nhé. Và dưới giúp mình 65 cân. Em này thì được thiết kế chữ thêu mặt trước này. Len thì 100% sẽ là mặt logo thêu và chữ sẽ thêu đằng trước nhé. Dưới 1m65 này và dưới 65 cân. Kiện này thì bao độ mới cho mọi người luôn ạ. Nên là mọi người yên tâm. Mã chúng ta có sẽ là mã L2 nhá. L2 len thì không có phần tắc dưới đâu, nên mình sẽ không sâu phần tắc dưới nhá. Bởi vì là len thì thường ít khi nó sẽ có cái đường may ở giữa hai bên hông này lắm, nên là nó sẽ không phần tắc dưới. Đây, L2 giúp mình dưới 1m65 và dưới 65 cân, màu đen nhá mọi người. L3 chúng mình sẽ có một em màu đỏ đến từ nhà Polo Villas. Đây, cái mã là mã L3 giúp mình này. Mã em này thì sẽ là màu đỏ đậm nhá. Rộng vai 43, dài 63 và rộng 46. Con này dưới giúp mình 1m65 và dưới giúp mình 65 cân luôn này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, màu đỏ và kết hợp với màu vàng, họa tiết màu vàng nhé. Đây, mã L3 giúp mình này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình. Kiện này bao độ mới và bao lỗi cho mọi người luôn nhé. Nhưng kiện này mới lắm ạ. Với mã là mã L3 giúp mình nha. L3 này, L4 ạ. L4 chúng mình sẽ có một em len mỏng đến từ nhà Capin Urbans, form size 185 này. Em này sẽ là len mỏng nhé. Với mã chúng ta sẽ có là mã L4 này. Rộng vai 46, dài 67 và rộng 51. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Với mã L4 giúp mình này. Em này sẽ là len mỏng, mặc thời tiết hiện tại như bây giờ là đã phù hợp rồi nhé mọi người. Không cần phải vào đông đâu ạ. L4 giúp mình nhá. Và như mình đã nói rồi, len thì thường nó sẽ được thêu à? Được thêu logo này. Và phần len này sẽ được đan nhé. Với mã L4 giúp mình này. L5 chúng mình sẽ đến với lại Thai Style Fashion. Form size chúng ta có sẽ là form size XL. Em này thì không phải là len mỏng nha mọi người. Với mã L5, em nào len mỏng thì mình sẽ nói rõ là len mỏng. L5 form size XL này. Rộng vai 42, dài 67 và rộng 49. Em này cũng dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Riêng con này thì họa tiết sẽ đặc biệt hơn, là em sẽ được vá vào trước này. Tạo điểm nhấn rất là hay cho cả con áo luôn. Màu đen nhìn thì tưởng rất là đơn giản basic, nhưng mà nó sẽ có điểm nhấn đặc trưng của nó nhé. Đây, với mã L5 giúp mình nhé. L5 đây ạ, kể cả phần tay áo này. Rất đẹp luôn. Cái này sẽ thêm bằng vá bằng vải nhé. L6 chúng mình sẽ đến với KIC, form size 180 này. Với mã L6 này. Đấy. Rộng vai 43, dài 68 và rộng 48. Tiếp tục dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Với mã L6 giúp mình này. Con này tiếp tục họa tiết của em ấy sẽ được thêu nhé. Thêu 100% ạ, logo thêu L6 nhé. Mặt sau mà màu đen ạ. L6 này, L7. L7 chúng mình sẽ đến với Porter Denu, form size L. Em này thì len không mỏng lắm đâu. Với mã
L7 và form size chúng ta có sẽ là form size 170. Rộng vai 42, dài 63, rộng bụng 45, con này đẹp, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Con nào bình bạo đẹp là chắc chắn là nó sẽ đẹp nha mọi người. Đây, logo theo vào trước này, họa tiết len này. Dưới 1m65 và dưới mình 65 cân này. Với mã là mã L7. L7 giúp mình nha. Logo này. L8, mình sẽ qua mã rất nhanh nha. L8 chúng mình sẽ có một em đến từ nhà Baby Boy và em này tiếp tục sẽ là một em len mỏng cho mọi người nhá. Mã L8 giúp mình này. Len mỏng ui. Con này cũng rất là đẹp nha mọi người. Rộng vai 41, dài 67 và rộng 49, dưới 1m70. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Đây. Rất đẹp cho mọi người luôn này. Mọi người nhìn này. Với mã này là mã L9 nha. À L8, sorry mọi người, L8. Đây. Họa tiết con này đẹp chứ, nhìn như kiểu gu xì. L9 đi ạ, len mỏng nhé. L9 tiếp tục chúng mình sẽ đến với áo len mỏng. Em này sẽ là một em áo khoác của nhà Urban Renos. Form size là form size XS này. Đây. Em này sẽ là áo khoác len mỏng nha mọi người. Rộng vai 42, dài 60 và rộng bụng 44. Con này cũng dưới 1m60 thôi ạ. Và dưới 60 cân giúp mình cho em này. Dưới 1m60 này và dưới 60 cân, hai phối màu đen và xám ạ. Áo khoác len mỏng này. Với mã là mã L9. L9 giúp mình nha. Phần khóa kéo siêu mượt cho mọi người. Riêng kiện này bao độ mới và bao lỗi. Đây, rất mượt ạ. L9 giúp mình nha. L10. L10 chúng mình sẽ đến với lại Jix. Em này thì sẽ không có phần tác. Len thì ít khi người ta cho phần tác khi kèm lắm. Rộng vai 44, dài 73 và rộng bụng 53. Con này dưới 1m75 giúp mình đấy và dưới 75 cân với mã L10 này. Dưới 1m75 và dưới 75 cân, hai phối màu xanh rêu và đen. Con này thì mặc cực kỳ trẻ trung luôn. Tiếp tục bao độ mới và bao lỗ cho mọi người. Với mã L10 giúp mình này, kiện này là kiện rất là ngon nhá. Mọi người không săn ở kiện này thì chắc chắn là những kiện sau nó sẽ không đẹp bằng kiện này đâu. L10 giúp mình nhá. Dưới 1m75 và dưới 75 cân, L11 đi ạ. Tự dưng đói quá. L11, chúng mình sẽ có một em len. Bên ngoài là len nhưng bên trong sẽ được trần bông này. Đến từ nhà Cancer Home. Form size 52. Với L11 đây mọi người nhìn kỹ này. Phần lót lông bên trong này. Con này thì bao ấm cho mọi người luôn. L11. Rộng vai 44, dài 69 và rộng 49, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 này và dưới mình 70 cân. Con này thì nên mặc vào mùa đông. Nó cực kỳ dày và cực kỳ ấm cho mọi người luôn. Phần lót lông bên trong quá đỉnh, quá mềm mịn luôn. L11 nha. L11 giúp mình. L12. L12 ạ. Chúng mình sẽ có một em được thiết kế kiểu phong cách Hàn Quốc. Rộng vai 43, dài 69 và rộng bụng 75, dưới 1m70 và dưới mình 70 cân. Đây, em này thì sẽ có phần cổ áo này, form lịch sự này. Con này mà kiểu đi làm các thứ ấy, mặc rất là ok. Em này thì sẽ là len rất là dày nhá, với mã L12 giúp mình. Con này tiếp tục em nó form rất đẹp luôn. Con này mà các chú ở có tuổi hay là đi làm mùa đông ấy, mặc con này thêm một con áo khoác bên ngoài nữa thì siêu đẹp. Với mã L12 này, L12 giúp mình nhá. Đây, phần cổ len đây mọi người. Mình sẽ zoom gần cho mọi người xem phần cổ kỹ, phần cổ len này. Với mã L12 giúp mình nhá. Ui, con này đẹp đấy. L12, 13. L13 chúng mình sẽ đến với lại Romax Fashion Style Form Size XL này. Với mã L13 giúp mình nhá. Rộng vai 41, dài 68 và rộng 49, dưới 1m70 và dưới 70 cân này. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho con này luôn ạ. Đây, con này thì phần logo đằng trước này, 100% là thêu hết mọi người nhé. Zoom xa mọi người xem form áo này, mặt sau luôn ạ. Với mã L13 giúp mình nhé. Mặt sau thì trơn thôi, nhưng mặt trước thì là có phần logo này. L13, 14. L14, chúng mình sẽ đến với một em len mỏng của nhà Laser Series Form Size L này. Với mã L14 nhá. Em này sẽ là len mỏng. Rộng vai 43, dài 64 và rộng 46, dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 này và dưới giúp mình 65 cân cho em lại. Với mã là mã L14, mặt sau cho mọi người đấy ạ. Và chắc chắn rồi, logo đằng trước 100% theo. Nên là mọi người yên tâm. L14 giúp mình, len mỏng nhá. L15. L15, chúng mình sẽ đến với lại High Quality of Fans Mode Brands. Em này tiếp tục sẽ là một em len mỏng tiếp này. Gọi là len mỏng nhưng mà không đến nỗi là nó bị mỏng dính quá đâu. Nó vẫn đủ độ ấm cho mọi người khi mà thời tiết se lạnh nhé.
rộng vai 41, dài 62 và bộ 47, tiếp tục dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, kiện này bao mới luôn ạ. Đây, em này thì một màu thôi, màu vàng, vàng bò và không có họa tiết gì quá nổi bật. Với mã là 15 nhá, L15 này. 16. L16 chúng mình sẽ có một em áo dạ. Em này là áo dạ đúng không? Dạ hay len này. À, vẫn là áo len chứ. Len tăm. Không, đây không phải len tăm, đây là len thôi. Nó sẽ là áo khoác len của Pia Cạc Đành. Form size 180. Đây. Của Pia Cạc Đành với mã 16 này. Em này sẽ là áo khoác len và con này khá là dày dặn đấy. Form lịch sự. Ui, đẹp thế. Con này bao đẹp cho mọi người luôn. Rộng vai 46, dài 67 và rộng bụng 50. Dưới 1m70 này và dưới 70 cân. Mình dơ quần áo cho mọi người xem này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Em này sẽ là áo khoác len của nhà Pia Cạc Đành nhá. Rồi, nhìn con áo chất lượng như thế này và con này len cực kỳ dày. Bao độ ấm cho mọi người ạ. L16 giúp mình này. Họa tiết hai co mặt trước và sau như một và có phần hai phần túi mặt trước nhá. Của nhà Pia Cạc Đành ạ. Bao đẹp luôn mà có bán có 300 nghìn, quá rẻ rồi. Tiếp. Kiện này, riêng kiện này bao độ mới 98% hết cho mọi người nhá. Tiếp tục một em áo khoác len nữa. Em này một em đến từ Hàn. Đây, form size mã 17. L17. Tiếp tục em áo khoác len nữa của Hàn này. Con này cũng đẹp chứ. Rộng vai 40, dài 59 và rộng bụng 43. Con này phải dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 này và dưới 65 cân giúp mình này. Đây. Kiện này thì rất đẹp luôn nha mọi người. Mà giá đầu mùa mình đang để giá cực kỳ rẻ ạ. Với mã là mã L17. Đây, phần khóa kéo này. Full logo hãng, được chưa? Khóa IKK, khóa đồng. Đây. Bao mượt về khóa luôn cho mọi người nhé. Nên là mọi người yên tâm ạ. Với mã L17. L17 nhé. Đây, giơ lại một lần nữa này. Họa tiết rất đẹp. 18. L18, tiếp tục chúng mình sẽ đến với Beautiful Crossers. L18 này. Em này rộng vai 40, dài 60 và rộng bụng 48. Con này thì dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Đây, họa tiết của em ấy đấy. Em này chắc là các bạn trẻ mặc sẽ ok hơn này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình này, mặc sau này. Với mã L18 giúp mình nha. 19 đi. L19. Chúng mình sẽ đến với Top Feelings. Form size L này, với mã L19 nhé. Rộng vai 40, dài 67 và rộng bụng 50, dưới 1m70 giúp mình này và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân cho em này luôn. Logo chắc chắn sẽ là logo thêu nhé. Mặt sau luôn đấy ạ. Em này thì sẽ được tạo kiểu ở phần cổ áo là phối cả thêm màu trắng nữa này và phần logo thêu trước này. Tiếp. Cardigan của Pia Cạc Đành. Tiếp tục form size 175 này. Con này cũng là một con rất đẹp cho mọi người luôn. Với mã L20. Con này rộng vai 48, dài 68 và rộng bụng 54. Con này sẽ là một em áo khoác nhẹ bên ngoài của nhà Pia Cạc Đành. Em này sẽ thuộc dạng là cardigan và sẽ không có cúc nha mọi người. Đây. Con này thì cũng rất đẹp, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Con này chắc là phải dành cho ai kiểu theo form lịch sự, đi làm kiểu form lịch sự kiểu không sợ các thứ ấy. Khoác con này vào thì bao nét. Bao nét cho mọi người luôn của nhà Pia Cạc Đành này. Quá đẹp luôn ạ. Nhìn như kiểu Burberry ấy. Với mã L20 giúp mình nhé. Dưới 1m70 này và dưới 70 cân. 21 đi. L21. Chúng mình sẽ đến với lại một em hàng Hàn tiếp này. Rộng vai 45, dài 68 và rộng bụng 51. Dưới 1m70 nhé. Và dưới 70 cân. Dưới 1m70 giúp mình cho em này và dưới 70 cân này. Tiếp tục là một chất len rất là dày ạ. Đây. Dưới 1m70 và dưới 70 cân cho em này nhá. L21 giúp mình, mặt sau đây ạ. L22. L22 chúng mình sẽ đến với Yes To form size S. L22 này. Nay lên toàn con đẹp đấy. Rộng vai 45, dài 70 và rộng bụng 48. Con này dưới giúp mình 1m75 và dưới 75 cân. Dưới 1m75 và dưới 75 cân giúp mình cho em này. Em này thì phối với màu đen và xanh. Mình sẽ zoom gần cho mọi người nhìn rõ hơn về họa tiết của con áo này. Với mã là L22, mặt sau cho mọi người luôn đấy ạ. L22 nhá, họa tiết con áo đây. Mọi người nhìn kỹ chất len không ạ? Rất mịn luôn. Tiếp, 23. L23, ôi con này len dày vãi.
em này đến từ nhà Pina và form size em đang có sẽ là form size L23 và tiếp tục sẽ là một em áo khoác len nhé. Rộng 342, dài 64 và rộng 49, con này dưới 1m70 này và dưới 70 cân này, dày dã man. Dưới 1m70 và dưới 70 cân nha mọi người, đây, khoác len nhá. Em này thì form khá đơn giản này. Mình sẽ kéo test phần luôn phần khóa cho mọi người này. Khóa rất mượt luôn nhá mọi người. Đây. Với mã là mã L23. Ngoài ra thì cái phần chỗ phần khóa này thì nó sẽ thiết kế phần da ở hai bên nhé. 23, 24. L24, chúng mình sẽ đến với GPT form size XL này. Con này thậm chí là cái dây tác còn nguyên này. L24. Rộng vai 40, dài 65 và rộng 146, dưới 1m70 này và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em này. Với mã là mã L26. À 24. L24 ạ. Đây. Bao độ nét và bao độ mới luôn. L24 nhá. Ôi kiện này đẹp thế này bán 300 hơi rẻ rồi. L24 nhé. 25. 25 chúng mình sẽ đến với Maradis Collab form size M này. Với mã L25. Đây ạ. Rộng vai 42, dài 63 và rộng 147. Con này chỉ dưới 1m65 thôi. Và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân nhé. Đây. Với mã là mã L25 mặt sau đây ạ. Con này thì len, phần len nó sẽ mỏng và nhẹ hơn những cái con trước. Nó đỡ bị dày người hơn. Với mã L25 giúp mình nhé. 26 đi ạ. L26 chúng mình sẽ đến với Hua Xin Sao form size L. Tiếp tục chúng mình sẽ có một em áo khoác len này. Rộng vai 41, dài 65 và rộng 149. Con này cũng dưới 1m70 này và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em này. Với mã là mã L26 form size L nhé. L26 ạ, form size L, hai phối màu vỏ đỏ và đen. Tiếp tục sẽ test luôn phần khóa cho mọi người. Đây, bao mượt về khóa nhá. Đây ạ. Đây nha. Với mã L26 ạ. L26 này. 27 đi. L27 chúng mình sẽ có một em đến từ nhà Louis Vuitton. Dã man áo len của Louis Vuitton Make in Paris này. Mang này bán 300 cho mọi người. Và con này phải ai may mắn lắm, nhanh tay lắm thì mới săn được con này nha. Với mã L27 giúp mình nhá. Rộng vai 52, dài 65 và rộng bụng 52. Dưới 1m70. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Áo len của nhà Louis Vuitton. Thương hiệu này thì không phải bàn cãi nhiều đúng không ạ? Với mã L27 giúp mình mặt sau đấy ạ. L27 giúp mình nhá. Quá đẹp, đầu mùa lên toàn hàng ngon như thế này mà giá chỉ có 300. Lại còn bao ship nữa. 27 nhá. Louis Vuitton này. 28. L28 chúng mình sẽ đến với Binzi Sidance form size M. Em này thì màu khá là dị. Với mã L28 giúp mình này. Rộng vai 41, dài 63 và rộng bụng 47. Con này dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 mình sẽ zoom gần cho mọi người nhìn rõ về màu áo. Con này nó kiểu màu hơi xanh xanh. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình cho em này nhá. Dưới 1m65 và dưới 65 cân em này thì kiểu thuộc dạng len lông thỏ. Với mã L28 này. L29 đi. L29 chúng mình sẽ đến với Urban Rivinos. Hình như là áo len thì chủ yếu nó sẽ là của Urban Rivinos. Form size L này, với mã L29. Em này rộng vai 48, dài 67 và rộng bụng 54, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân, một em màu xám nhìn rất nhẹ nhàng ạ. Mặt sau cho mọi người ạ. Em này thì mặc đơn giản thôi, bình thường cũng đẹp rồi. Với mã L29 giúp mình nhé. Len thì thường nó rất là hay bị xước, nhưng mà riêng kiện này bao xước cho mọi người luôn. Bao độ mới, bao check, bao kiểm, bao ship luôn ạ. Với mã L29 này, L30. L30 chúng mình sẽ đến với Chin Studio form size M này. Tiếp tục một em màu xanh nữa này. Với mã L30 này. Vai 46, dài 70 và rộng 149. Em này dưới 1m75 và dưới 75 cân. Dưới giúp mình 1m75 và dưới 75 cân. Em này thì họa tiết rất nhiều con vật, chó mèo đủ cả đấy. Đây. Nhìn rất là vui mắt đúng không ạ? Với mã L30. L30 giúp mình nhá. Màu xanh navy ạ. L30, L31 đi.
Là 31 chúng mình sẽ đến với Shangri-La Fashion phong size 170 này. Tiếp tục là một em màu xanh navy tiếp này, với mã L31 này. Rộng vai 40, dài 65 và rộng bụng 47, dưới 1m70 này. Và dưới 70 cân. Dưới 1m70 giúp mình cho em này và dưới 70 cân. Con này thì các chú lớn tuổi vẫn mặc được thoải mái. Đây. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình với mã L31, mặt sau thì trơn nhé mọi người. Đây, mặt sau trơn. L31 họa tiết chủ yếu là mặt trước này. L32. L32, chúng mình sẽ có một em con này đến từ Series Cups. Con này sẽ là một em trần bông này. Trần bông bên trong này với mã L32. Rộng vai 43, dài 68 và rộng bụng 46, dưới 1m70. Và dưới 70 cân, phần logo đằng trước để đính đá này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân với mã L32. L32 giúp mình nhá. Phần mặt trước sẽ có phần logo đính đá nhá. L32 này, đây cho mọi người zoom kỹ phần logo đính đá. Đá không bị rơi vào viên nào luôn ạ. 33 đi. L33 chúng mình sẽ đến với lại tiếp tục một áo em áo len phối với phần vải kiểu vải dạ. Con này cũng ra sẽ là một em form lịch sự này. Rộng vai 42, dài 66 và rộng bụng sẽ là 45. Con này dưới 1m70 giúp mình này và dưới 70 cân. Đây. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Phần cổ áo và phần tay áo nó sẽ được phối dạ mỏng mọi người nhé. Còn lại là con áo sẽ là bằng len. Con này cũng là một em form rất là lịch sự. Mặc đi gọi là đi đám cưới các thứ vẫn rất là ok. Hoặc là đi làm này. Mặt sau này. Với mã L33. Đẹp. Thật sự là con này rất đẹp. L33 này. L34 chúng mình sẽ đến với lại tiếp tục một em hàng nội địa Hàn. Rộng vai 43, dài 66 và rộng 43, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em này với mã L43 nhé. L43 này, mặt sau cho mọi người luôn này. À, sorry mọi người, L34 chứ. Sao lại dựng L43 nhỉ? L34, nay có 40 mã thôi mà. L34 ạ. 40 mã nhưng mà con nào lên cũng chất lượng. Đây nhé. 35. L35 chúng mình sẽ đến với Face Cui Alexander Kors. Form size là 185 á. Form size 105 ạ. Đây và tiếp tục sẽ là một em trần bông này, mặt trần bông này, form size 105 này. Với mã L35 này. Rộng vai 47, dài 67 và rộng bụng 54, có dưới 1m70 giúp mình này và dưới 70 cân. Mặt ngoài là len và mặt trong nữa là trần bông này, dưới 1m70 và dưới 70 cân, phần logo con ong được thêm đằng trước này. Đây. Nhìn đơn giản nhưng mà rất đẹp nha mọi người. Với mã L35 giúp mình nha. 36. L36 chúng mình sẽ đến với Top Feelings Form size XL tiếp này. Nãy chúng mình đã có một con của hãng này rồi và bây giờ tiếp tục là một con nữa với mã L36. Rộng vai 55, dài 68 và rộng bụng 55, dưới 1m70. Và dưới 70 cân em này họa tiết cũng rất là vui nhộn. Dưới 1m70 này và dưới 70 cân giúp mình này. Với mã là mã L36 này. Mặt sau cho mọi người luôn ạ. L36 giúp mình nhá. Họa tiết rất là hay. Màu là cái màu nâu đất này, mặc lên bao sáng da luôn ạ. L36 nha. L37. L37 chúng mình sẽ đến với Yuku form size L, form size em này sẽ là một em áo khoác form size 175 này. Với mã L37 giúp mình này. Áo khoác len nha mọi người. Vai 41, dài 65 và rộng bụng 48, dưới 1m70. Dưới 1m70 ạ và dưới giúp mình 70 cân. Đây, họa tiết len này. Hai phối màu luôn nha mọi người. Bao đẹp, bao check cho mọi người luôn ạ. Được chưa ạ? Với mã là mã L37, test khóa luôn nha. Đây. Bao mượt khóa luôn. Phần khóa thì bao mượt cho mọi người nhé. Với mã L37 giúp mình này. L37 dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân nhá. L38. Tom Brown này. Tom Brown New York Made in Italia. Thương hiệu này mình đã giới thiệu rất nhiều mà thương hiệu cực kỳ đắt đỏ luôn nha mọi người với mã L38. Em này rộng vai 43, dài 68 và rộng bụng 48. Con này cũng dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Khoác cardigan của Tom Brown. Cực kỳ đắt thương hiệu này, nếu mà mua chính mua chuẩn của nó, mua ngoài mua mới ấy, nó sẽ rơi vào tầm 8 đến 12 triệu cho một con cardigan như thế này. Mà trên line của nhà mình độ mới 98%. Bao check, bao kiểm, 300.000 cho mọi người. Tom Brown dưới 1m70 và dưới 70 cân mọi người. Ai con này ai phải nhanh tay mới mua được. Ai nhanh tay sẽ mua được con này nhá. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Tom Brown thì chắc chắn là nó sẽ có tác. Đây.
tag của Tom Brown nha mọi người. Với mã là mã L38, một con duy nhất. Em này sẽ là màu xanh navy. Màu này cũng là một con màu rất khó fake nha. Tom Brown 38 ạ, 39. L39 chúng mình sẽ đến với Wolves 205 form size L. Đây, với mã L39. Rộng vai 40, dài 63 và rộng bụng 43, dưới 1m65 thôi ạ. Và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Nhìn họa tiết rất là đơn giản đúng không? Đây, với mã L39. Mặt sau cho mọi người ạ. L40 đi ạ. Mã cuối cùng. Xong cho đây con đấy. Con đấy của gì ấy? Đây. L40, Louis Vuitton. Lên luôn cho mọi người. Make in Paris này. Form size 2XL. Mã cuối cùng, L40 Louis Vuitton. Rộng vai 47, dài 70, rộng bụng 50, dưới 1m75 nhá, và dưới 75 cân của Louis Vuitton. Dưới 1m70 và dưới 70 cân cho mọi người luôn. Toàn hàng hot, hàng ngon nhá. 300 kiện này mà không, ai mà không săn thì rất là tiếc. L40 giúp mình này, dưới 1m75 và dưới 75 cân nhá. Giờ kỹ cho mọi người xem luôn. Đây. Và mã L40 cũng là mã cuối cùng kết thúc phiên live của ngày hôm nay rồi ạ. Mọi người lưu ý nhá, đơn hôm nay vẫn cọc trước giúp mình nhá, và mình sẽ ưu tiên khách nào chuyển khoản hết 100% cho cái đơn hôm nay. Kiện hôm nay rất đẹp luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ạ. Bye bye.